hệ thống bánh đuôi to, lý do bánh này có đường kính tạo lốp 820, có nghĩa là 85 cm. Thì thực tế mà nói là tại sao phải lắp bánh này, vì các cái ruộng sơ rau muống hoặc ruộng rậm cỏ như này mà không lắp loại bánh này, nếu lắp bánh đuôi con thì thường xuyên bị cày cỏ hoặc sơ rau muống, máy không chạy được.